Với việc Man City thất bại trước Newcastle là thời cơ không thể nào tốt hơn để cho Liverpool gia tăng cách biệt lên thành 7 điểm so với bóng nhì bảng. Khi đồng hồ chỉ nhảy sang phút thứ 3, Sadio Mane ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool với pha dứt điểm đẳng cấp. Những tưởng bàn thắng mở tỷ số sẽ giúp cho Liverpool có được thế trận dễ dàng hơn, thì Leicester bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa của Harry Maguire ở phút bù giờ cuối của hiệp 1. Sang hiệp 2, Liverpool không thể xuyên phá được hàng thủ của Leicester và đành chấp nhận bị cầm chân tại Anfield. Trận hòa này chỉ giúp cho Liverpool gia tăng cách biệt lên thành 5 điểm so với Man City.